nhận định bóng đá Chile với Uruguay. 6 giờ ngày 25 tháng 6, bảng Copa America 2019, sân Maracana. Sự kình địch và thù hận giữa hai nền bóng đá trong quá khứ chắc chắn sẽ tạo nên một trận đại chiến không khoan nhượng. Link trực tiếp được ghim ở phần mô tả video. Sau chiến thắng trước Ecuador hôm 22 tháng 6, Chile đã chắc chắn có vé dự vòng knock-out Copa lần này. Trong khi đó Uruguay về lý thuyết vẫn có thể bị Nhật Bản kéo xuống vị trí thứ 3. Và nếu bi kịch này xảy ra, Uruguay nhiều khả năng sẽ phải chạm trán Brazil ở tứ kết. Đây chắc chắn là viễn cảnh mà Luis Suarez cùng các đồng đội không mong đợi. Cũng chính vì vậy, Uruguay chắc chắn đặt mục tiêu chiến thắng trận này để vào vòng trong với tư cách đội đầu bảng sẽ chỉ phải gặp đôi thứ 3 ở bảng A hoặc B tại tứ kết. Ngoài mục tiêu đầu bảng thì trận đấu này còn được các cầu thủ Uruguay coi là thời cơ thanh toán thù hận với Chile. Mối hận thù đó được châm ngòi từ năm 2015, khi Uruguay chạm trán Chile ở tứ kết Copa. Trận đấu đó khép lại với chiến thắng thuộc về Chile và hàng loạt những cuộc xô xát nổ ra khiến Jorge Fusile và Edinson Cavani đều của Uruguay phải nhận thẻ đỏ rời sân. Những dư âm sau trận như án treo quyền chỉ đạo dành cho huấn luyện viên Oscar Tabaret càng khiến cho thất bại này khó nuốt trôi hơn với Uruguay. Khát vọng báo thù của Uruguay sẽ giúp họ tăng thêm sinh lực. Và cũng không khó hiểu khi cảnh báo về pháo sáng và bạo lực đã được ban tổ chức Copa America phát đi trước thềm trận đại chiến này. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc chạm trán mà tinh thần chiến đấu sẽ cao hơn bất kỳ toan tính nào. Uruguay có động lực chiến thắng cao hơn, nhưng Chile lại đang là đội bóng có phong độ tốt hơn. Sự hồi sinh gây ngỡ ngàng của Alexis Sanchez cùng một lối chơi chắc chắn, máu lửa đang giúp Chile vươn lên thành ứng viên sáng giá thứ 3 cho ngai vàng Copa. Trước khi giải đấu bắt đầu, không nhiều người dám tin Chile lại đá hay đến vậy với một lực lượng đã luống tuổi và nhiều trụ cột sa sút phong độ. Trong khi đó, Uruguay lại đang có vấn đề, và theo báo chí, thì đó là những vấn đề đã được chỉ ra từ trước giải. Đó là sự thiếu linh hoạt của hàng phòng ngự. Hàng thủ Uruguay tập trung nhiều ngôi sao, nhưng lại thiếu sự gắn kết, dễ bị rối loạn trước những đối thủ chơi có tổ chức. Trận hòa 2-2 với Nhật Bản mới đây chính là ví dụ. Một trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng nóng bỏng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đang chờ đợi người hâm mộ.